Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà phố đẹp xinh, lung linh, có thang máy với thiết kế một trệt, một lửng và ba tầng lầu. Căn nhà phố nằm trên trục đường Thống Nhất thông ra đường Lê Văn Thọ và công viên Làng Hoa thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà đẹp có thang máy, thiết kế có lửng ngược nha quý vị. Nhà thiết kế có nhà đỗ xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng karaoke, phòng sông hơi và sân thượng trước sau. Và căn nhà này có hướng chính là hướng đông nam, rất là hợp cho anh chị cô bác cô chú chúng ta thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Và căn này thì đang được chủ nhà rao bán với giá mềm thưa quý vị. Giá mềm cho một căn nhà có thang máy nằm trên trục đường Thống Nhất thông ra đường Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và chúng ta sẽ cùng tham quan mặt tiền, mặt chính căn nhà nha quý vị. Căn nhà thì được xây một trệt, một lửng, ba tầng lầu và sân thượng hướng đông nam, rất là đẹp nha quý vị. Căn này thì sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn. Với tầm tài chính hơn 10 tỷ một tí, quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua thì chúng ta có thể ghé tham quan căn này. Căn này thì sổ hồng riêng và đường một sẹc một trục, khu nhà lầu an ninh ổn định thuộc phường 11 sát bên với trường học Nguyễn Du, ngay cổng trường học Nguyễn Du đi vào luôn nha mọi người. Vị trí rất là đẹp, quý vị có thể ở mướn phòng ti vào cho thuê. Và căn nhà chúng ta thì nằm trên một con hẻm cụt an ninh. Và chúng ta sẽ cùng vào bên trong nhé. Ở đây thì sẽ có nhà đỗ xe hơi, xe máy này quý vị. Khu vực này rộng và đỗ xe hơi 4 đến 7 chỗ, được ốp gạch tường lên cao phun trần. Dưới nền thì ốp gạch 60m2. Di chuyển vào trong thì có cầu thang treo, cầu thang máy, cầu thang bộ và vệ sinh ở giữa. Thang máy thì chúng ta sẽ có thang máy 450kg, cầu thang treo này, cầu thang bộ, cầu thang treo có hệ thống kính và tay nhôm. Kế bên đây thì chúng ta sẽ có vệ sinh này. Và nhà này thì sử dụng hệ thống điện smartphone thông minh với không gian phòng khách ở khu vực lửng ngược phía sau rất là đẹp, có cửa ra khu vực phía sau, bên trên có trần xuyên sáng này. Cuối nhà thì có tủ rượu và hai bên tường thì có răng giấy, ốp nhựa và ốp than tre, nhìn rất là đẹp và lung linh. Đây là không gian lửng ngược phía sau ở căn nhà, một không gian rất đẹp với đầy đủ nội thất tặng kèm bao gồm sofa, màn hình tivi, tủ kệ tivi và máy lạnh luôn, máy lạnh hai ngựa luôn nha quý vị. Căn tầng lửng ngược rất đẹp cho không gian phòng khách của nhà mình. Giá bán chỉ 10 tỷ hơn một tí thôi, còn thương lượng hướng chính đông nam. Quý vị có bác cô chú quan tâm thì alo ngay về cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng như được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Và chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng di chuyển lên trên tham quan không gian kiến trúc phòng bếp cũng như là các phòng ngủ nhé. Ngoài đây là nhà đỗ xe và không gian cầu thang máy, cầu thang bộ. Cầu thang thì ốp đá hoa cương màu đen, tay vịn nhôm, kính trà. Và lên trên tầng lửng ngược sẽ là không gian phòng bếp, phòng ăn. Phòng bếp, phòng ăn thì quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế, bàn đảo này, tủ bếp trên dưới này, màn hình tivi này, tủ kệ tivi, tủ lạnh, tủ rượu và cửa 4 cánh ra khu ban công mặt tiền chính của nhà mình. Ngang 4m2 sâu vào 17 nha quý vị. Vuông vức luôn, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý rõ ràng, nằm trong một khu đồng bộ khá đẹp. Ngay cổng trường học Nguyễn Du thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn phòng bếp thì có quạt điện trần này, tủ lạnh hai cửa Samsung, màn hình tivi, bàn đảo, bàn ăn, bếp âm, máy rửa trên bát, tủ bếp trên dưới và vệ sinh ngay không gian phòng bếp của nhà mình luôn. Một căn bếp rất rộng, có cả máy lạnh luôn nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng tiến lên không gian kiến trúc phòng ngủ này. Đứng ngoài hành lang đây thì quý vị sẽ có không gian cầu thang máy và vệ sinh ngay không gian tầng lửng. Nhà mình có tổng cộng 6 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với là bô rửa mặt, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh ngay không gian tầng bếp luôn. Và chúng ta sẽ cùng vào thang máy di chuyển lên không gian lầu 2, không gian các phòng ngủ nhé. Thang máy gia đình 450kg nha quý vị. Chúng ta sẽ vào thang máy và di chuyển lên lầu 2. Thang máy luxury 450kg. Đây là cầu thang máy của căn nhà. Ngang 4m2, sâu vào 17m. Giá bán nhà rao bán là 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị có bác cô chú quan tâm thì alo trực tiếp về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Và chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ để đồ. Và bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì cũng có lan can cao, kính nhôm. Và giường ngủ, chăn ga gối nệm, tủ áo đầy đủ hết luôn quý vị. Đây là căn phòng ngủ số 1 này. Hệ thống tủ áo, giường ngủ, nền ốp gạch 60m2. Đầu giường có ốp nhựa trang trí, tủ áo rộng đóng phun trần, hệ thống cửa kính. Vệ sinh bên trong có bồn cầu thông minh, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led.
Và qua đây sẽ là không gian của phòng số 2, phòng phía sau. Phòng ngủ số 2 phía sau thì sẽ là phòng master nha quý vị. Phòng master này thì có hệ thống cửa ra khu vực sân sau, giường ngủ 2 mét, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, tủ áo, tủ kệ để đồ, bàn đọc sách. Và có cửa 4 cánh ra khu vực ban công, mặt tiền phía sau. Rất là thoáng luôn quý anh chị ơi, nhà này hai mặt tiền hẻm. Chúng ta sẽ có một cái không gian phòng ngủ master đẹp tuyệt vời, với giường ngủ, chăn ga gối nệm, tủ áo thiết kế theo chữ L và hệ thống bàn làm việc, tủ kệ sách cực kỳ là thoáng luôn và sáng. Căn này thì phải nói là phòng phía sau rất là thoáng nha quý vị. Máy lạnh, giường ngủ, tủ áo, chăn ga gối đệm, vệ sinh bên trong với đầy đủ nội thất luôn. Và đây là căn phòng master của căn nhà này, phòng ngủ số 2 ở phía sau. Phòng rất là thoáng nha quý vị, với hệ thống cửa mở ra phía sau vô cùng thoáng mát luôn. Và nhà sử dụng hệ thống điện điều khiển bằng điện thoại thông minh, chúng ta có thể mở điện thoại, mở thiết bị điện bên trong căn nhà bằng điện thoại di động nhé. Và lên trên đây sẽ là hai phòng ngủ tiếp theo, phòng số 3 và số 4. Căn nhà này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ phía sau rất là rộng. Phòng ngủ số 3, hai phòng ngủ master cho không gian phòng ngủ phía sau với nội thất tương đối giống nhau và cực kỳ thoáng. Chúng ta sẽ có hệ thống cửa 4 cánh ra khu ban công phía sau và giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc dưới nền ốp gạch 60m2, tủ áo, tủ kệ để đồ, máy lạnh. Thoáng mát và đẹp. Hai phòng này thì hai phòng chính của căn nhà. Hai phòng phía trước thì nhỏ hơn nha quý vị. Vệ sinh bên trong vẫn có đầy đủ hết, với bồn cầu âm, vòi tắm hoa sen, lavabo rửa mặt và gương soi đèn LED. Đây là căn phòng ngủ số 3. Và ra phía trước thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian phòng ngủ số 4 nhé. Phòng ngủ số 4 ở căn nhà thì cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, tủ áo, tủ kệ để đồ. Bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công này. Rồi màn rèm, giường ngủ, tủ áo. Nội thất bên trong rất là đẹp và xịn sò. Căn nhà đang tọa lạc trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 ngay trường học Nguyễn Du, thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán rẻ như cho luôn, 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị, cô bác, cô chú quan tâm thì alo ngay về cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Và lên trên đây sẽ là không gian có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Khu vực không gian phòng giặt đồ này, chúng ta sẽ có không gian máy giặt với một cái lavabo trên đây để chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc gia đình nấu nướng như này nhé. Khu vực phòng giặt đồ ở trên đây nha quý vị. Phía sau đây sẽ là không gian sân phơi, sân thượng sau với lan can, khu vực trồng cây, ghế ngồi và mái bên trên. Căn nhà hai mặt tiền luôn quý vị, rất là thoáng luôn, vị trí quá đẹp và đắc địa. Giá bán là 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng. Có thang máy 450kg nha, thang máy đi lên tới chân thượng của căn nhà luôn. Và đây là không gian phòng thờ. Phòng thờ thì sẽ có phòng thờ rộng và ngoài đây sẽ là sân thượng trước. Và quý vị, cô bác, cô chú quan tâm đến căn nhà hướng đông nam nằm trên trục hẻm một trục một sẹc của đường Thống Nhất ngay trường học Nguyễn Du thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này, alo ngay cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí. Huy Hùng còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Và liên hệ xem nhà bên em Huy Hùng sẽ rẻ hơn những cái bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.